Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, mục hỏi đáp pháp luật cho người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục nhận được các câu hỏi của người lao động gửi đến cho chương trình. Và để kịp thời giải đáp những câu hỏi này, hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay bà Phan Thị Thanh Hoa, là Phó trưởng Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, để cùng giải đáp các câu hỏi có liên quan đến các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, một công nhân đang làm việc tại công ty điện tử thuộc khu công nghiệp Khai Quang có gửi đến cho chương trình một câu hỏi là: tôi làm việc ở công ty thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội được 5 năm và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ đến tháng 8. Thì tôi chuyển về làm việc tại công ty điện tử thuộc khu công nghiệp Khai Quang và đóng bảo hiểm, được cấp sổ mới. Và đến tháng 10 thì tôi được công ty cũ trả sổ bảo hiểm xã hội và lên nộp cho công ty mới. Tuy nhiên thì cán bộ làm bảo hiểm xã hội đã không nhận sổ cũ của tôi để cộng dồn, mà cho là tôi phải tự cái việc mà cộng dồn, cộng nối bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của tôi. Như vậy thì có đúng không? Và cái thủ tục mà để cộng nối bảo hiểm xã hội thì tôi phải làm như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Theo quy định tại khoản 5 điều 46 quy định số 959 ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định, một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên, có thời gian không đóng trùng, ghi thời gian không đóng trùng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu in thời gian đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm xã hội vào sổ mới. Số sổ bảo hiểm xã hội cấp lại là số của sổ bảo hiểm xã hội có thời gian sớm nhất. Như vậy, theo quy định, một người lao động không được phép có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên. Nếu có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên thì phải làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình gộp sổ, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì đơn vị sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau thì người lao động chọn sổ bảo hiểm xã hội có thời gian được cấp trước tiên nhất để tiếp tục ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và điều chỉnh giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đóng trùng của đơn vị sau. Theo quy định tại Điều 29, quy định số 959 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm: thứ nhất là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1TS. Thứ hai là sổ bảo hiểm xã hội đã cấp và số lượng là một sổ bảo hiểm xã hội. Như vậy thì công ty của bạn có trách nhiệm làm thủ tục hồ sơ để gộp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo là của một khán giả truyền hình gửi đến cho chương trình. Có hỏi là: công ty của tôi có một người lao động mới vào làm việc từ ngày 3 tháng 10 năm 2016. Anh này thì mới làm việc được 10 ngày thì bị ốm. Bệnh thì cần chữa trị dài nên là phải xin nghỉ việc để điều trị. Vậy thì tôi có khai báo tham gia bảo hiểm xã hội cho anh này và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhưng do anh này mới đi làm được 6 ngày nên là không phải đóng bảo hiểm trong 10 ngày như vậy. Thì người lao động này có được hưởng chế độ ốm đau hay không? Và mức hưởng, hồ sơ cũng như là thời gian được hưởng là như thế nào? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Theo quy định tại khoản 1, điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau: bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp bị ốm đau, tai nạn mà nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. Do vậy, nếu người lao động bị ốm đau mà không phải do tai nạn lao động và cũng không phải do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy thì người lao động đó đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Theo quy định tại khoản 3, điều 6, quyết thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khoản 2, điều 26 và điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian và điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau: trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trong tháng trở lên thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó. Như vậy, người lao động
của công ty bạn bị ốm đau ngay trong tháng đầu làm việc và công ty bạn cũng đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người đó và người đó cũng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ ốm đau và mức hưởng chế độ ốm đau được tính làm căn cứ vào mức tiền lương tháng đầu tiên làm việc tức là tháng 10 năm 2016. Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày, theo danh mục bệnh dài ngày của Bộ Y tế, được hưởng tối đa là 180 ngày trên năm tính theo ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần. Với mức hưởng trợ cấp bằng 75% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, sau 180 ngày nếu tiếp tục ốm đau thì hưởng chế độ với mức thấp hơn và nhưng thời gian tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể bằng 50% mức tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, bằng 55% mức tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, bằng 65% mức tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Tại điều 8 quyết định số 636 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau như sau: giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú, trường hợp điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội bản chính, trường hợp điều trị khám bệnh chữa bệnh ở nước ngoài thì được thay thế bằng giấy bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh chữa bệnh và được cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở nước ngoài cấp. Thứ ba là danh sách theo mẫu C70AHD do người sử dụng lao động lập bản chính. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của bà Phan Thị Thanh Hoa. Mục hỏi đáp pháp luật cho người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.